chào mọi người nha. Thì tiếp tục thì đây lấy ổ ruồi nha mọi người. Thì mình đi làm cho chủ nhà ở đây vô tình thấy được tổ ruồi nha mọi người. Cái này là mình chế cái camera nè mọi người. Không có linh kiện em theo. Làm cái camera này là độc một con hai luôn. Đi tự ơi. Rồi mọi người theo chân mình lấy cái tổ ruồi nha. Đi không? Đây nè mọi người, cái tổ ruồi đóng trên cái cây tiêu nè mọi người. Bây giờ là mình vác cái thang ra đây, vác thang ra đây mình dựng lên mình lấy nha mọi người. Thì là hồi qua thì mình lại đây thì thấy nó đi ăn, nó lên xuống trên đây nha mọi người. Thì mình để ý thấy được cái tổ, và bữa nay mình leo lên lấy cho mọi người xem. Đó mọi người, tổ nhỏ nha mọi người. Trời ơi. Vú mãi quá mọi người. Mọi người thông cảm nha. Cái tiêu chặt quá trời trái cái tiêu rồi luôn. Ồ, tiêu hạt nhóc luôn nè mọi người. Ôi đạo quá mọi người ơi. Mỏ không bự. Mọi người.
Nè. Nè. Có mặt nè. Mặt nè. Ổ này chừng có vài ngày nó đi luôn rồi. Cao lắm từng nữa. Ừ, nó hết con rồi. Vô mặt nè. Kéo đại nó đó. Nè. Em vô cho nó nhỏ ăn. Ừ đưa. Mấy con còn mạnh nó vô đỡ, đưa vô cái mỏ một cái chà bá luôn. Rồi con ổ một thôi mọi người. Thôi thì cũng đến giờ làm rồi, mình cũng chào mọi người nha mọi người.